Em tên Thanh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện đang làm thiết kế nữ trang. Rồi, mời em giới thiệu cho mình. Dạ, em tên Ngọc, em làm thông dịch viên tiếng Hàn, em làm chung công ty với ông xã. Rồi, hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Bữa đó thì em ghi một cái status vui thôi. Là tuyển vợ từ 18 đến 24 tuổi. Lúc đó là em 19 tuổi, em nói là em làm bà xã anh được không? Cái anh nói là được. Rồi thế là nói chuyện qua nói chuyện lại. 3 tháng sau thì tụi em gặp nhau. Nhưng mà trong cái quá trình 3 tháng đó là mình có gửi hình ảnh cho nhau coi không? Dạ không, không biết mặt gì hết. Tại vì hồi xưa người ta xấu nên người ta không dám gửi cho em hay sao em cũng không biết. Mà lúc đó em cũng không có đòi hình luôn. Tại vì em không nghĩ là sẽ gặp nhau ngoài đời. Rồi, gặp mặt nhau thì cái cảm giác và cái cảm nhận của hai người như thế nào? Là lúc đó anh rủ em đi câu cá. Em nói là em không dám gặp anh đâu. Tại vì sợ anh bắt cóc em thì sao. Rồi lúc đó em bắt ảnh là phải viết một cái list danh sách là hứa là không được làm em giận, không được ăn hiếp em, rồi ảnh làm chuyện bậy bạ với em. Xong rồi bắt ảnh đưa chứng minh nhân dân cho bà chủ nhà của em giữ. Ủa nhưng mà lúc mà lần đầu tiên tụi em thấy nhau á, là tụi em có nghĩ là mình dành cho nhau liền không? Có nghĩa là có bị xét ái tình hay là bị cái cảm giác là thích liền không? Lúc đầu thì gặp thấy con nít cũng thích lắm. Tại vì em cũng khoái con nít. Từ xưa giờ chơi với con nít không à. Tức là em thích liền đúng không? Thích, có thích chị. Còn em? Em thì em thích liền lúc đó nha. Rồi, bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Khoảng một năm sau á, nhưng mà trong thời gian đó thì ảnh cứ tâm sự, cứ kể là ảnh bị người yêu bỏ, chia tay người yêu này nọ. Em hỏi nếu mà chị đó quay lại rồi anh có quay lại chị đó không hay anh chơi với em tiếp đó. Đương nhiên là người mới không bằng người cũ rồi. Cái em ghét, mới ngay từ lúc đó thì em mới quyết tâm là em cua đổ ông này cho bằng được. Rồi cuối cùng dính không? Em nghĩ là ngay từ lần đầu là ảnh mơ em rồi nên em vừa xúc chiêu ra là ảnh dính liền. Dính liền luôn. Rồi trong cái thời gian hai bạn yêu nhau đó, tất cả mọi thứ nó có trơn tru không? Là quen nhau được 3 năm thì em đi Hàn Quốc, em đi du học. Thì lúc đầu là em mê anh này là tại vì anh này biết quan tâm, chia sẻ, ga lăng. Xong rồi qua bên Hàn Quốc thì anh ít liên lạc lại dần. Xong rồi với lại cũng mê mấy anh đẹp trai bên đó, rồi cái không chơi với anh nữa. Trời ơi, rồi đến khi mà em đi về Việt Nam thì hai đứa có rạn nứt không? Về Việt Nam thì ảnh cứu em lại. Nhưng mà em chán rồi, em không thích nữa. Em nói thôi chia tay thiệt đi. Anh không đồng ý, anh nói không công bằng với ảnh. Trước khi đi là sống chung nhà với mẹ mẹ chồng hiện tại bây giờ của em á. Thì ảnh là ảnh dê sòm lắm. Em phải ra chiêu là anh giữ gìn cho em đi. Rồi khi nào mà anh với em cưới nhau em cho anh. Mà nếu như mà không đến được với nhau thì em cũng cho anh luôn. Nên bây giờ anh giữ cho em đi. Rồi sao nữa? Cái bây giờ em đòi chia tay, cái anh nói vậy trả đây. Trời ơi. Trả cái gì? Không có cho em cái gì đâu mà trả. Vậy mới bất công mà. Cứ đeo như là ăn dạ vậy đó. Đi gặp bạn bè cũng không được, nói chuyện với ai cũng không được. Giống như con Sam vậy đó, cứ đeo theo em trong thời gian đó em bực lắm. Nói thôi cho đại cho xong đi, mệt quá, bực quá. Cái vậy là ảnh dụ em làm đám cưới. Rồi em không biết làm sao, lúc đó em đồng ý cưới luôn. Là cho rồi sao thấy cũng được được. Cho rồi mới cưới đúng không? Dạ không, cưới rồi mới cho. Ok. Dạ là lúc đó định cưới vài tháng thôi rồi bỏ, nhưng không có đi đăng ký kết hôn. Dạ nhưng mà mới có 3 tháng anh dụ em có em bé. Trời ơi, đến là nó bị dụ suốt luôn vậy đó. Ủa bà nè, rất dễ dụ thiệt chứ. Lý do gì mà đòi cái đó hả? Bí quá à. Bí quá. Cái đó là chiêu hay là em đó đòi? Tức quá đời. Nói chung vợ em thì cũng khoái, gọi là giống như là dễ bị khích á. Cứ hở có vấn đề nào mà khích mà làm không được á là phải làm cho bằng được. Nói động tự ái cái là làm à. Cho nên hết chiêu để chơi rồi, nên áp dụng cái chiêu đó là phải làm. Mà lúc đó em khinh hắn lắm, giống như hắn hèn lắm. Tự nhiên cái hắn lấy cái đó ra hắn đòi, mà em suy nghĩ giống như anh nói đó, đâu phải của hắn đâu mà hắn đòi. Cứ đeo hoài mà ý. Em nổi điên cho rồi đó. Dạ đúng rồi. Bực bội. Dạ, hỏi lén nè. Dạ. Khi mà nói chung là đạt được ý nguyện rồi đó, thì cái cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Vui à. Vui không? Dĩ nhiên cái đó phải vui rồi đúng không? Có ông nào mà hỏi không vui?
Nhưng mà ý anh nói là khi mà mình đạt được cái điều đó rồi, vợ em nói là cưới 6 tháng rồi chia tay. Nói ừ cũng được nữa, kệ nó lúc đó. Kệ luôn. Lấy nhau xong rồi dễ gì chia tay được, đâu có dễ. Đâu có dễ đâu. Đâu có dễ. Với lại cái chuyện mà có em bé đó, không có chuyện đó ngoài kế hoạch đó anh ơi. Nhưng mà em nghĩ không phải ngoài đâu, chắc ảnh dụ em á chứ không phải ngoài đâu. Tại vì em uống thuốc mà sao có em bé cái ảnh dụ em, ảnh nói uống thuốc không tốt đâu em. Thôi thôi để anh xử cho đừng uống thuốc. Ảnh dụ em. Ảnh nghiệp á. Đi dụ xuống vậy. Rồi có lúc mà em có em bé em có bắt đền không không? Dạ có, em bắt đền bằng cách là em cứ sai ảnh miết thôi. Ví dụ như thay tả cho con nè, cho con bú nè. Rồi làm hết luôn. Bắt làm hết luôn, em không làm gì hết. Không có ảnh thì em làm, còn có thì em bắt ảnh làm hết. Không nói cho vui vậy thôi chứ thật ra không làm. Không biết làm. Dạ. Ai không biết làm? Vợ em không biết làm. Ẩm con mà không biết ẩm mà không dám ẩm luôn. Em bé đó mình bữa nay là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em bé được gần 2 tuổi. Là trong suốt 2 tuổi là anh ấy làm hết à? Nói hay nói quá đó, là mẹ chồng em với mẹ ruột em cũng chăm phụ rất là nhiều. Anh đâu có gì không, đâu. Sau lâu thì mẹ chồng với mẹ ruột của em thì chăm nhiều hơn cả hai chồng để làm suốt à. Chứ quá đều á. Đông có thời gian mà em ở nhà. Ý là mẹ của em với mẹ vợ em thì đó. Nhưng có điều là thời gian mà ở nhà là cứ sai em thôi. Thông cảm đi. Thì thực ra em đâu có cái gì để nó đòi lại đâu. Nếu mà đòi lại thì càng lỗ với sao. Nó chỉ đòi cái đó được thôi. Không, cái đó là hành đó. Hành đó. Tuấn biết cái chuyện vợ mình cố tình không? Biết chứ anh. Em về em hay đọc báo rồi giải trí một chút á, nhưng mà không có bữa nào được hết á. Đọc chưa được ba hàng nữa rồi nghe không? Mới mở cái điện thoại vừa mở khóa bàn phím xong cái anh ơi. Chốt cái anh ơi. Em có bị ám ảnh mà cái từ anh ơi. Tôi ngủ còn mơ. Rồi giờ kể cho anh nghe coi vợ em có cái tật gì mà nó không có đẹp không? Nhiều. Nhiều mà nó nói nhỏ xíu à. Không nói lớn sợ lát về đang ăn đòn anh. Trời ơi. Đâu kể anh nghe đi. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều là không biết làm gì hết trơn thôi à. Dù em cái gì cũng được hết trơn, chỉ có một điều là nó không biết làm gì. Không biết làm gì hết trơn thôi à. Ví dụ. Ủi đồ không biết. Bộ đồ đi làm cũng chồng ủi. À. Nấu cơm không biết nấu. Chăm con không biết chăm. Ừ. Không biết còn biết làm gì nữa không à. Cũng có chút cố gắng, có nghĩa là dạo này cũng hay tập nấu ăn, coi trên mạng đó anh, rồi làm theo xong rồi nhà không ai dám ăn hết. Có cố gắng nhưng mà lại không được thôi. Mà mỗi lần mà mua cái gì về á là quy động hết cả nhà giống như là một cái đại tiệc vậy đó. Làm cho đã xong rồi không được gì hết. Tội nghiệp vợ em vô làm hết luôn. Ở ngoài chỉ đạo, chỉ đạo làm này mà làm sao không chịu. Rồi tự mình chế biến, nhưng mà chế biến xong rồi coi như là ra chỉ để nhìn chụp hình chơi thôi. Bởi vì lấy con nít đó cực khổ vậy đó. Dạ. Phải chịu thôi. Khổ lắm chị, không biết khổ hoài à. Về nhà thì hay làm bèm, hay kêu rồi vậy thôi chứ cũng không có gì gọi là quá đáng. Giận lên thì chia tay. Từ quen tới giờ nếu mà em tổng kết lại thì chắc không dưới 500 lần. Ừ. 500 lần chia tay. Hầu như là cứ cách ngày 2 ngày là có chia tay. cái vụ mà vợ em đi Hàn Quốc về mà đòi chia tay em thấy nó bình thường lắm. Đúng rồi mình. Đúng rồi. Cứ vậy không à? Nhiều đó thôi. Đủ mệt lắm rồi thôi. Anh thấy con tính con nít mà ở nhà cả nhà mè nheo suốt ngày, em nói nhà em mới có một đứa con thôi mà rốt cuộc nhà em tới hai đứa, anh hiểu không? Đúng rồi, đứa lớn đứa nhỏ. Rồi sao bé lớn? Anh ấy thì sao? Nó nhiều tật xấu lắm, nhưng mà tật xấu lớn nhất là mê coi phim. Ví dụ như khi mà đang coi phim hành động là ảnh tập trung vô coi thôi, không chú ý gì hết á. Kêu mà phải khiều khiều, còn nếu mà chỉ kêu bằng giọng nói thì là không nghe. Hay là giả điếc em cũng không biết nữa. Em nhớ có lần kỳ đó là ăn lẩu á, có cái bếp ga nhỏ là nó phực lên luôn rồi. Cũng ngồi chung với nhau một bàn nhưng mà ảnh quay cái mặt ảnh về phía bên tivi ảnh coi thì nó bị phực lên. Em nói đúng rồi, phực rồi, đúng rồi. Anh im ru luôn. Tới lúc mà mẹ chồng em đang bị bó bọt á, đang cầm cây gậy mà mẹ em chỉ còn ba cái diều ra cửa, ảnh mới để ý. Mẹ mới mổ xương. Ừ. Xong rồi bó bọt cái chân này nè. Đi thì phải đi bằng nạng. Mà thấy bếp ga phực không hiểu sao mà bay ra ngoài cửa mất tiêu rồi. Cả nhà ngồi lo kiếm cái gì dập lửa mà quay tới quay lui hỏi ủa mẹ đâu mất tiêu rồi. Mẹ đây nè con. Ủa mẹ ra bằng cách nào vậy? Mẹ không biết nữa. Bà độn thổ rồi sao? Rồi cái đưa cho mẹ cái nạn đi. Nói chơi vậy? Mẹ vô chứ nãy mẹ ra bằng cách nào? Mẹ không biết.
bản năng sinh tồn á. Lúc đó là cỡ nào cũng vận động được á. Thôi còn gì nữa? Xa vợ được mà xa điện thoại không được. Tối ngủ là dụ cho em ngủ xong mà là ôm điện thoại. Em không thích cái vấn đề đó. Có nghĩa là hãy ôm vợ chứ đừng ôm điện thoại. Dạ. Đúng chưa? Giờ mong muốn thay đổi đi. Em muốn ảnh thực hiện tất cả những điều anh đã hứa với em. Cái bản mà giao ước đó em còn giữ luôn. Đã có chữ ký chưa? Có rồi luôn. Có rồi luôn mà không thực hiện đúng không? Dạ. Thì ra công chứng đi. Ừ. Bây giờ người ta đòi của mình rồi, giờ mình có công chứng mình đòi lại chứ. Với lại á. Không, chị số vậy không được chị. Tại giờ hồi trước giờ em ký nhiều lắm á. Ký 500 lần luôn. Không, mà tại mỗi lần em suy nghĩ ra là em thêm vô là phải ký lại. Trời ơi, phải thêm không vậy hả? Trời, phụ lục chắc mù sắp á. Vậy là vô hiệu quá rồi. Này viết lại đi. Bây giờ hắn rút kinh nghiệm rồi, hắn không chịu ký. Bây giờ mong muốn thay đổi cái gì, focus lại đi. Không hút thuốc, không ôm điện thoại, không có giả điếc khi vợ sai giặt nữa. Vậy phải mua cái máy trợ thính cho ông đi. Rồi với lại không có quá tập trung vô khi xem tivi. Ba cái vợ yêu cầu đó, vợ chồng yêu cầu cái gì? Em chỉ yêu cầu là biết lo cho chồng chút xíu thôi. Nội cái bộ đồ của chồng mặc cô biết ủi nữa. Mỗi lần mặc muốn bộ đồ thẳng thớm mà tự ủi không à. Bậy rồi. Em ủi nhưng mà nó 2-3 ly anh chê nên em không ủi. Rồi có cái tập hay quên là đáng trí nè. Làm xong cái quăng đó toàn chồng đi dọn không à. Cái cuối cùng là ráng học nấu ăn đi chứ từ xưa giờ nếu cần thì em toàn em nấu không à. Chứ vợ em biết nấu. Giờ chị chỉ thấy là những cái điều mà coi như bạn kia mà muốn bạn này 3 điều gì thì bạn này cũng muốn ngược bạn đó 3 điều. Bây giờ về đi, bạn kia thực hiện thì bạn này thực hiện. Nghe. Và ngược lại. Đúng không? Ừ. Bắt tay nhau cái đi, dám không? Rồi nghe. Rồi. Thôi, chúc cho hai em coi như là người nào cũng coi như là thực hiện cái lời hứa của mình và lúc nào cũng cái gia đình cũng hạnh phúc, đầy tiếng cười và mau chóng có đứa nữa nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn.